tất tần tật quá trình thủy tiên, công vinh làm thủ tục với 18.000 văn bản sao kê 177 tỷ trong ngân hàng. Hiện tại, nhất cử nhất động của vợ chồng thủy tiên, công vinh nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Chiều ngày 17 tháng 9, vợ chồng công vinh, thủy tiên chính thức có động thái chia sẻ về việc sao kê 177 tỷ tiền từ thiện sau hàng loạt ồn ào. Đáng chú ý, không chỉ có thủy tiên, ngay cả công vinh cũng thực hiện thủ tục sao kê. Đúng 14 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay, cặp đôi đã xuất hiện tại ngân hàng Vietcombank để thực hiện công việc như đã hứa trước đó. Những hình ảnh độc quyền quá trình Thủy Tiên và Công Vinh làm thủ tục bên trong ngân hàng đã được chúng tôi trực tiếp ghi lại. Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh xuất hiện bên trong ngân hàng Vietcombank chờ và chuẩn bị cho công tác sao kê. Cả hai nghe hướng dẫn từ nhân viên ngân hàng và cùng luật sư làm thủ tục xác nhận. Hình ảnh về văn bản sao kê chính thức lộ diện, không chỉ vậy, những thùng đựng 18.000 trang sao kê cũng đã xuất hiện. Thủy Tiên thất bật với các thủ tục bên trong ngân hàng. Công Vinh có động thái trên mạng xã hội trước giờ gờ live stream sao kê. Netizen suy đoán lý do rời lịch phát live. Công Vinh đích thân đăng ảnh có mặt tại ngân hàng để sao kê minh bạch 177 tỷ đồng tiền kêu gọi từ thiện vào năm 2020 như đã hứa. Đúng 2 giờ chiều ngày 17 tháng 9, Công Vinh và Thủy Tiên cùng ra ngân hàng trực tiếp live stream minh bạch sao kê 177 tỷ kêu gọi cho miền Trung. Buổi livestream mang sao kê ra trước công chúng diễn ra tại ngân hàng Vietcombank với sự có mặt của vợ chồng công vinh, Thủy Tiên, phía ngân hàng, báo chí và luật sư để làm rõ mọi việc. Ngay trước giờ gờ livestream, công vinh đã có động thái rõ ràng trên mạng xã hội. Theo đó, cựu cầu thủ xứ nghệ Đích Thân đăng ảnh cùng bà xã Thủy Tiên có mặt tại ngân hàng Vietcombank, sẵn sàng cho buổi sao kê. Chúng tôi đang làm thủ tục nhận sao kê tại ngân hàng, công vinh thông báo với toàn thể khán giả. Nhiều người thắc mắc lý do vì sao buổi livestream lại bị lùi xuống 3 giờ, tuy nhiên sau bài đăng này nhiều người đã hiểu được rằng có lẽ vì hai vợ chồng phải làm thủ tục nhận sao kê với ngân hàng trước đó theo đúng quy định. Khi cầm trên tay sao kê rồi mới có thể toàn ý livestream cho công chúng cùng xem. Công Vinh đích thân lên mạng xã hội thông báo đang có mặt để làm thủ tục nhận sao kê tại ngân hàng. Hiện thủy tiên đang bắt đầu công khai những trang sao kê, công Vinh hộ tống bà xã. Vào lúc 14 giờ, Công Vinh và Thủy Tiên có mặt tại ngân hàng thông báo rời xuống 3 giờ và tiết lộ có 18.000 trang sao kê. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.